Dạ em vui đó chị con. Dạ. Một cây son đó chị. Cái này là phấn. Ý nghĩa món quà. Phấn thì để trang điểm nhẹ, em thích bạn gái đơn giản chút thôi. Son xài xíu trang điểm nhẹ thôi. Đúng gu không? Đúng gu hay nhẹ nhàng ha. Nhẹ. Quà gì vậy em? Dạ. Vui ra. Trời ơi gói kỹ dữ vậy cưng. Em đừng chơi khăm ta nha, em gói thêm lần nữa đi tôi xỉu à. À. Ý nghĩa, ý nghĩa. Thì bóp này liên quan tới tiền. Ờ. Dạ. Tiền thì em cũng muốn bóp đầy tiền. Dạ. Ai muốn bóp đầy tiền, sau này đưa em quản lý. Dạ đúng rồi. Ờ, hay ghê, sâu xa ghê. Dạ. Được rồi, giờ chị Tường dành thời gian chút xíu cho hai bạn tâm sự trò chuyện với nhau ha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn của chương trình dành tặng cho mình nha. Ổn định rồi ha, xin mời hai bạn hãy giới thiệu về bản thân của mình. Mời em trai giới thiệu trước. Xin chào tất cả mọi người, chào chị Cát Tường. Em tên Hiếu, năm nay 30 tuổi, quê ở Thái Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiếu đang làm công việc gì? Hiện tại em đang mở quán cà phê Tân Tạo Bình Tân á. À, có nghĩa là mình đã vào thành phố Hồ Chí Minh được bao lâu rồi? Dạ, em vào từ năm 2005 đến giờ cũng được 15 năm rồi. À, cái quán cà phê đó là mình thuê mặt bằng, mình làm quán rồi mình ở đó luôn. Dạ không, mặt bằng nhà của em. Giỏi dữ vậy, vô đây 15 năm mua được nhà luôn. Đâu có đâu, của gia đình mua cho. Ba mẹ đang ở đâu? Mẹ em thì ở trên Lê Văn Cuối, có bán thịt ở trên đó. Ừ. Còn ba hiện tại mới về quê đã. Ủa sao tự nhiên mẹ thì ở đó mà ba đi về quê? Kiểu như ba em thích sống ở quê, còn mẹ thì thích sống trong này. Rồi, mời em gái. Em chào mọi người, em chào chị. Em tên là Triệu Ngọc Châu, sinh năm 94, hiện làm việc ở trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai ở Bình Dương. Em dạy cấp 2. À, em dạy môn gì cưng? Dạ, dạy môn sinh học. Từ Bình Dương chạy lên thành phố rồi nè, chạy lên đây nay đi hình vậy là em chạy khoảng 1 tiếng rưỡi vậy. Dạ. Tự chạy một mình? Dạ đúng. Ngon lành. Người ta tự chạy được là mai mốt em chạy xuống thăm người ta được, đúng không? Người ta lên đây tự chạy được. Em mù đường đó chị. Mù đường thì bấm Google. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Điểm mạnh của em là thật thà, nói chung là biết quan tâm chia sẻ tới người khác. Yếu của em là hơi thẳng tính, hơi rụt rè, ngại giao tiếp với lại người lạ. Thế còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh em là biết nấu ăn, làm việc nhà, sửa điện nước này em biết hết rồi. Đúng rồi, ở mình mà không biết làm là ai làm cho. Thật thà, thích thẳng thắn. Ít điểm yếu. Hầu như môn thể thao nào cũng biết hết. Ví dụ như cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông. Có mỗi bơi lội này không bơi. À, có cái tật xấu gì không? Mỗi khi buồn là em hay chơi game, em chơi game hoặc đọc truyện hay cái phim gì đó. Có bị nghiện không? Không hên xui à. Hên xui. Có bạn gái chắc là đi chơi với bạn gái rồi không? À, cho nên là giờ cũng có hơi nghiện phải không? Dạ. Có bạn gái lo đi chơi bạn gái nha. Tình trường thì sao cưng Hiếu? Nếu kiểu mối tình nhất chắc chưa có mối tình nào á. Chắc chưa có mối tình nào á. Nhưng mà hẹn hò chắc nhiều đi. Quen trong vòng 1-2 tháng gì đó. Mới nắm tay mới hoặc là đi chơi vài lần. Lý do tại sao mà nó chóng vánh quá vậy? Em thấy bạn gái có thể bạn không đồng ý. Hay là bạn nói là 5-7 năm nữa mới kết hôn chẳng hạn. Em thì tính nếu quen nhau thì trong 1-2 năm kết hôn. Trong 1-2 năm kết hôn. Em muốn chừng nào kết hôn cưng? Ví dụ mình quen nhau, mình yêu nhau, một mối tình em muốn kéo dài bao lâu? Dạ thì cũng khoảng từ 1 năm trở lên đó chị. Từ 1 năm trở lên đó chị. 5-2 năm thôi, cưới được rồi chứ quen chi mà dài xong rồi. Phải không? Có người thì người ta có người yêu cũ rồi á. Người ta cảm thấy chắc quen chơi á. Hoặc là có người thì ít nói quá. Hoặc là rủ đi vài lần á, người ta không có đồng ý á. Ví dụ như từ chối hết lần này lần khác thì em cũng thấy chán thì thôi rồi. Cũng chưa đúng nơi đúng chỗ đúng không? Chưa đúng người, chưa đúng thời điểm. Hay, thương tầm quá. Rồi bên đây sao tình trường sao cưng? Dạ thì em cũng giống như bên đó. Em cũng giống như bên đó. Chưa có mối tình chính thức. Có gặp, trao đổi, nói chuyện, tìm hiểu rồi một vài thời gian thì thấy không có hợp. Mình có khó tính quá không? Cái tiêu chuẩn của mình sao? Mình muốn tìm một người như thế nào cưng? Nói chung là cũng thật thà, tử tế. Nói chung là biết quan tâm tới gia đình, hài hước, lãng mạn chút xíu. Trời ơi, em đưa ra nhiều yêu cầu quá, hèn chi không hợp. Phải rồi, chính nhất là em cần một người đàn ông như thế nào? Tử tế. Tử tế. Biết quan tâm tới gia đình. Là được rồi, kiếm nhiêu đó không đỏ con mắt. Cái đó em có gì? Em tự tin dữ. Đâu có em... mua mấy thứ xíu thì. À vậy hả? Dạ. Mỗi thứ một xíu là người ta nói không được đâu vô đâu hết trơn á. Cái gì cũng có, ví dụ không có như cái gì. Hài hước thì lâu lâu em cũng hay chọc bạn gái hay trêu. Em có, tử tế có rồi. Ví dụ như em không có hiểu ý lắm nhưng mà bạn gái muốn đi đâu đó em đi theo em. Hay bên này tự nói, đưa đây một list danh sách bên này nói có. Được.
Về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Cân đối là được chị. Còn chiều cao thì có thể là bằng em hoặc là... Em hơi cao quá à. Em cao nhiêu? 1m66. Em cao nhiêu? 68, 69. Chết rồi. Mỗi lần tôi làm mai mối cho mấy chương trình, cái tôi thấy cô nữ nào cao cao tôi hay nói trời ơi cao quá sao được. Hỏi cao nhiêu, 1m6 mấy. Trời, con gái tôi 1m75 rồi, trời chắc nó ế quá. Rồi còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Chủ yếu là dáng gầy xíu, nhìn dễ thương xíu là gì? Gầy có gầy, dễ thương có dễ thương. Thật thà, ví dụ như có chuyện gì thì trao đổi thẳng thắn, không thích thì hai người nói chuyện với nhau. Chứ chơi giấu im im cái riết thì không chịu thầy. Đúng không? Có gì thích trong thích cứ chia sẻ ra cho nó khỏe, đừng giấu im im nha. Dạ. Đâu đổi được, chị coi hình của hai bạn ra. 1, 2, 3, 4, 5 cô đó cao 1m66 lựa đi. 1m60 bà 7, 68 thì thôi. Đâu cô nào? Nghĩ chắc cô này, cô giữa. Cô đứng á hả? Dạ. Rồi để nó đi coi phải không? Còn bên đây. Dạ chắc cái anh khum khum này á chị. Rồi giữ nguyên. Xin mời quý vị chúng ta hướng mắt về cửa trái tim để xem. Chất quật. Em nghĩ chắc đúng. Cái gì? Đúng đó mà đúng. Trời đất ơi, ông nhìn hình luôn vậy mà ông còn là đúng nữa. Sai rồi. Thế giống mà. Trời ơi, hỏi đi, hỏi cô coi có phải cô đứng không? Phải mà cao xanh đến giữa không? Dạ không anh. Thì sao giống đâu nữa. Không, cái cô này. Cái cô này mắt kiến đó ông nội. Cô này mà chết xanh mà thấy bản mà rời này mà ta. Trời ơi trời. Ảnh đâu? Dạ đó. Sai rồi. Đổi lại. Còn nuối tiếc cái gì nữa, trật là trật. Rồi nè, rồi xong, tặng quà kìa. Anh có món quà này tặng em. Dạ em cũng có món quà gửi lại. Dạ. Cảm ơn. Ủa, quà gì vậy em? Vui đó chị con. Dạ. Một cái son đó chị. Cái này là phấn. Ý nghĩa món quà. Phấn thì để trang điểm nhẹ. Em thích bạn gái đơn giản chút thôi. Son xài xíu trang điểm nhẹ thôi. Đúng gu không? Đúng gu hay nhẹ nhàng ha. Nhẹ. Quà gì vậy em? Dạ. Ui ra. Trời ơi, gói kỹ dữ vậy cưng. Em đừng chơi khăm ta nha. Em gói thêm lần nữa đi, tôi xỉu à. Ý nghĩa thì bóp này liên quan tới tiền. Dạ. Tiền thì em cũng muốn bóp đầy tiền. Dạ. Ai muốn bóp đầy tiền, sau này đưa em quản lý. Dạ đúng rồi. Hay ghê, sâu xa ghê. Được rồi, giờ chị Tường dành thời gian chút xíu cho hai bạn tâm sự trò chuyện với nhau ha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn của chương trình dành tặng cho mình nha. Bình thường em có thích đi đâu chơi không? Dạ cũng có nhiều. Những ngày, những cái lúc mà rảnh rỗi thì em cũng có đi chơi với bạn bè. Lâu lâu cũng hay đi ăn với lại người thân. Em thích đi đâu chơi nhất ở thành phố không? Ở Sài Gòn thì em thích chơi mấy cái trung tâm. Với lại nói chung là đi với gia đình thì là em thích hơn. Vậy sau này có gì em dẫn anh đi chơi nha. Bình thường anh ở nhà không ít đi chơi lắm. Ví dụ như anh chưa có bạn gái á, nên là đi chơi á. Có bạn gái rủ đi đi. Ồ, hiện tại là anh ở chỗ nào của Sài Gòn? Bên quận Bình Tân anh. Như là những ngày rảnh anh cũng ít đi chơi hả? Ngày rảnh ít đi chơi lắm. Giờ chủ yếu anh ở quán cà phê không ạ? Bây giờ đến nhân viên nó mới nghỉ mà mình anh bán hết rồi. Nếu mà có quen nhau thì anh có dự tính gì cho tương lai không vậy? Ví dụ như mình quen nhau thì chắc mấy tháng đủ tìm hiểu rồi. Ví dụ như anh muốn đi sang năm mình có thể kết hôn. Bây giờ thì anh sống ở đây, ví dụ như em muốn về thăm ba mẹ thì khi nào cuối tuần gì đó hay về cũng được. Lúc mà em thích thì về anh đi việc mà. Thế bình thường em thích uống cà phê không? Dạ, cũng ít lắm. Ý là cà phê thì quán anh ngon nhất cà phê à? Mấy thức uống khác. Không thì sau này anh pha trà sữa đem uống cho bà bên à. Trà sữa thì em cũng ít uống. Không thích uống à? Em thích uống những cái món dinh dưỡng, ví dụ sinh tố rồi này nọ, ép những cái nước mà có nhiều vitamin. Sinh tố quán này thì mới có sinh tố bơ. Tại cái khu đấy hắn còn vắng đó, chưa có phát triển lắm đó. Mình có làm ít mấy món đó để trong tủ lâu khó bán. Trà sữa chưa có, nó đang tính học sau này bán. Anh có hay đi ăn ở ngoài không? Ngoài quán không? Hay là chỉ ăn cơm nhà thôi? Chủ yếu anh thích ăn cơm không ạ? Chứ mấy món khác anh ít đi ăn. Còn em sao? Em thích ăn ngoài không? Hay thích ăn cơm nhà? Nói chung là cả hai. Bình thường em ở nhà thì em thích ăn mấy cái món gì nhất? Ví dụ như là ớt xào với lại sả. Hay xào sả?
Còn anh thích ăn món gì? Thịt kho trứng này, canh cua rau đay này, cà pháo mắm tôm này, mấy món ở quê á. Chắc em ở trong này ít ăn mấy món đó. Lâu lâu cũng có ăn, dạ. Nhưng mà ít thôi. Thế trong này có món canh chua ngon, em thích ăn canh chua hả? Canh chua thì nhà em cũng thường ăn. Bàn món ăn hoài, bàn chuyện tình yêu không bàn, bàn món ăn hoài, khổ ghê vậy á. Rồi sao? Rồi bây giờ là biết chỗ người ta ở với Bình Dương chưa? Rồi thí dụ bữa nay hẹn hò thì bao lâu gặp nhau một lần? Giờ giấc người ta như thế nào? Không hỏi, hỏi đồ ăn. Sao? Nãy giờ hỏi được gì rồi? Theo hỏi sơ sơ về giờ thích. Rồi thả tỷ giờ quen nhau thì hẹn đi chơi rồi tìm hiểu làm sao? Dạ, có từ từ bàn. Bây giờ mình phải bàn để mình nhấn nút, còn không bàn đâu ai nhấn nút đâu mà có từ từ. Bây giờ hỏi ý kiến người thân nè, người thân người ta chỉ cho nè. Hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em gái, mấy dì, mấy cậu em. Em đi với ai? Dạ, em đi với lại cô, với lại Dường. Trời, ai cũng có người lớn hết. Dạ, Cát Tường xin mời gia đình của hai bên vào ạ. Cát Tường xin chào gia đình hai bên nha. Bên đây ít thôi cho Tường giao lưu trước. Dạ, chào cô chú ạ. Cô chú là sao với em ạ? Cô là cô của Châu. Cô ruột? Cô ruột. Dạ, rồi. Cô thấy cậu này sao cô? Cô thấy cũng sáng sủa, chững chạc, thấy cũng hiền á. Bây giờ mình đến đây mình cũng cho nhau cơ hội đi Ngọc Châu ha, là con cũng tạo cho mình một cơ hội với cho bạn cơ hội luôn. Ở gia đình có hối gì không cô? Có hối thúc gì không hay là kệ? Mẹ của Châu cũng, ba mẹ cũng muốn cho Châu có bạn. Dạ, để coi bữa nay coi duyên nó tới không nha. Dạ, còn bên nhà gái của mình ạ, dạ ai lớn nhất ạ? Dạ, cô là gì của... Dạ, là mẹ của cháu Hiếu. Dạ, trời mẹ trẻ nha. Mẹ năm nay nhiêu tuổi mẹ? Mẹ năm nay 50 rồi. Còn kia là em gái của Hiếu. Dạ. Còn đây là cậu, là em của mẹ. Dạ. Còn này là em gái của mẹ. Là dạ, gì? Dạ. Thế hôm nay thì con trai cũng 30 rồi. Mà lên chia sẻ là con cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu nè. Giờ mẹ với dì thấy sao nè? Nói chung là cháu thì ít nói mà hiền, mà ngoan, thật thà. Rượu, bia, thuốc lá, cà phê là không có một cái gì hết á. Yeah. Tính thì nó thật tính. Ví dụ như mà có sao là nói thế. Đôi khi mà với cái xã hội bây giờ thì nó cũng nhiều những cô gái thì ví dụ như quen cháu thì thích là một anh chàng ga lăng, có thể là chơi bời, nhậu nhẹt này kia kia nọ. Thì cháu thì nó không có cái vấn đề đấy thì những cái người đó là cũng chưa có hợp với cháu đó. Còn gia đình nhà em thì em gái thì cháu đã lấy chồng rồi, có con gái 4 tuổi rồi. Còn cháu này thì chưa có vợ nên gia đình cũng rất là hối thúc. Tại vì là nói chung đến cái tuổi 30 là cũng lo rồi đó, chín chắn rồi, lập nghiệp rồi thì gia đình cũng lo cho cháu làm ra riêng, ở riêng, có nghĩa là tự lập và để tạo cho cháu một công ăn việc làm, tự lập, tự quản lý, rồi lấy vợ về thì vợ chồng là ở riêng, mẹ là vẫn giám sát. Tại vì chỗ cháu ở với mẹ là cách nhau 5 cây thôi, nhưng mà mẹ chỉ là hỗ trợ thôi, còn việc riêng của các con thì mẹ không có tham gia. Hôm nay cô nhìn thấy cháu Châu bên này như thế nào? Nói chung là cháu thì cũng theo ý của Hiếu là rất là hợp. Cái thứ nhất là chiều cao và nhỏ nhắn với lại xinh. Thì gia đình này cũng rất là vui với cháu hiền. Thì nói chung là cả gia đình là thấy cháu rất là phấn khởi. Thì em cũng mong hai anh chị ở bên đó. Đây coi như cô là cũng là hai bên rồi, mình giao hữu nhau nè. Và đây là cô cũng như là cha mẹ rồi. Em cũng thay mặt ba mẹ của Châu á. Ba mẹ Châu cũng mẹ thì không khỏe, nay không được khỏe, rồi ba thì bắt đi làm á. Nhà tụi em cũng ở thành phố, thành nên đến để ủng hộ cháu. Thì em cũng xin phép là các cháu đã đến đây thì cũng nhờ chương trình và nhờ cảm ơn là em và tất cả mọi người trong trường quay đã tạo điều kiện cho hai cháu. Yeah. Thì các cháu đã đến đây thì xin gia đình là tạo cho cháu một cái điều kiện để hai cháu là quen biết nhau. Yeah. Gia đình nhà em là cũng rất muốn có râu rồi đó. Rồi, cảm ơn chia sẻ của cô nha. Thật sự rất là quý khi mà mọi người thấy đi thăm mình, các thành viên họ đến và tham gia với chương trình mà có những người nhà, gia đình, bạn bè và đặc biệt là những bậc làm cha mẹ đến thì mình thấy rõ ràng là các bạn rất là nghiêm túc trong cái việc tìm kiếm một nửa của mình. Cảm ơn cô chú. Dạ, cảm ơn cô chú luôn. Cảm ơn gia đình mình. Dạ. Thì gia đình hai bên mình cũng đã ủng hộ mình hết sức rồi. Thì ăn thua cái phần còn lại là của hai đứa em thôi. Chương trình có mấy lá thăm dành cho hai bạn ha. Bóc đi. Mỗi người một lá để mình hiểu nhau nhiều hơn trước khi mình quyết định chọn có đến với nhau hay không. Hay nói kinh nghiệm hôn của bản thân. Theo bạn ai nên chủ động thế nào?
Cái này em chửi anh ấy. Cái này em chửi anh ấy. Chưa biết. Chứ hồi đó nãy cũng kể có mấy mối tình đồ nó hờ hờ vậy đó là chưa hung luôn hả? Hung rồi. Mà theo em thì trong cái chuyện tình cảm mà hung là ai chủ động? Thì tất nhiên con trai không phải chủ động trước. Vậy sao đó giờ mấy mối tình trước em không chủ động? Có mà chị, ví dụ như em hỏi bạn gái cho em hôn cái nhà, ví dụ bạn gái không chịu em. Hỏi mà gọi là chủ động hả? Chủ động là nhau vô luôn. Thì lúc đầu hỏi nhưng mà về sau có hỏi thì em chủ động, với bạn gái né thế mấy lần cái thôi đâu tâm hôn nữa đâu. Trời ơi. Kiên trì, mình có tuổi rồi mình phải, tao nói đẹp trai không bằng trai mặt. Phải kiên trì vô cho chị, nghe không? Chúc em sớm có nụ hôn đầu đời. Chúc em sớm có nụ hôn đầu đời. Theo em nghĩ sao em hôn ai là người chủ động? Dạ, dĩ nhiên là bạn nam rồi. Rồi bạn nam chủ động mà, rồi mình có để cho bạn ấy chủ động không? Dạ có. Dạ có, trời trả lời thấy biết không có kinh nghiệm. Phải trả lời là dạ tùy. Là tùy cảm xúc, nếu mình thích thì mình mới cho chủ động, chứ mình không thích thì mình phải đẩy ra. Thấy không, không có kinh nghiệm, thương ghê vậy đó. Đọc lớn đi cưng. Cô gái massage cho chàng trai rồi hỏi cảm nhận của anh ấy. Trời ơi. Qua đây tôi chỉ cho. Qua đây. Hồi đó giờ có đi massage lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Quá hiền lành, đứng sau lưng nhắm mắt lại, dựa vô ghế hưởng thụ. Massage đi. Hồi đó giờ có massage cho ba mẹ chưa? Dạ cũng có một ít. Coi như ba em đi, massage đi rồi em. Coi như ba em đi, massage đi rồi em cảm nhận. Ông này nhắm mắt hưởng thụ đi. Đó, bóp nhiều nhiều vô, đó, nguyên bàn tay xoa bóp rồi cảm nhận. Cảm nhận sao? Tay bạn rất mềm. Còn em, cảm nhận như thế nào? Massage cho anh thấy sao? Dạ, thấy cũng bình thường hả chị? Giống như đang massage cho ba không? Y vậy hả? Không có cảm xúc gì chồng hết trơn hả? Trời, người ta bỏ chút tình yêu nam nữ vô coi. Sao thấy sao? Có điện gì chạy qua không? Có rung động gì không? Cũng có mà ít lắm chị. Ít lắm hả? Rồi thôi được rồi. Mặc cái áo. À mặc cái áo. Vậy là ý muốn cởi áo ai vậy? Trời ơi, thì cái áo mắc với đó ghê vậy đó. Thật ra chương trình cho các bạn vui vui vậy chút xíu để mình cảm nhận với nhau nhiều hơn. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Hãy suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Rất là dễ thương rồi. Thấy gia đình vỗ tay lớn chưa? Dễ thương rồi đó. Rồi kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt nè. Xin bạn gái hôn lên má bạn gái một cái đi nè. Rồi gửi tặng em gái một cái son để làm đẹp của chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chị Tường thay mặt cho chương trình nè, chúc cho hai bạn có nhiều cái thời gian để tìm hiểu. Mình đang yêu xa thì mình cố gắng đừng có để vì cái khoảng cách địa lý mà nó làm cái rào cản cho cái tình yêu của mình. Cố gắng lên nha. Rồi, chúc hai em có những khoảng thời gian bên nhau thật là vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hiện tại em cảm thấy rất vui vì bạn ấy đồng ý. Bạn ấy chủ yếu mong người yêu. Em cũng cảm thấy anh ấy rất là hợp lại cho mọi người mà em đúng tiền. Ba Tết này á, gia đình anh quyết định xa ba chơi mà quê. Thì đi chung. Dạ, em